First of all, I want to thank you very much for the warm welcome that you extend to me every time I come here. It is the noisiest welcome that I get anywhere in the diocese, and I always appreciate it. And I thank Father Hahn for the invitation to be with you today. Storms can be scary. And if you're in a storm, not knowing if you're going to make it safely out of the storm, they can be doubly scary. And I'm sure many Vietnamese brothers and sisters who left their country in boats on the South China Sea will know this. I've heard people say that getting a diagnosis of cancer can be like setting out on stormy seas alone, not knowing how things will turn out. Losing a job, being arrested or convicted, failing an exam, a messy divorce, losing a loved one to death, being in a car accident. These can all be described as stormy seas. Fear, confusion, loss of hope, feeling all alone, these are all human emotions that might threaten to overwhelm us. It can be hard to turn to our faith for consolation at times like this because our minds are just so completely confused. Our lives are turned upside down. The scary thing is that it can happen in an instant. Everything seems to be going along just fine, thank you, and without any warning at all, you have a stroke or a heart attack, and everything changes. Nothing is the same, perhaps never the same. Đầu tiên Đức Cha rất là cảm ơn anh chị em chúng ta chào mừng. Và Ngài nói là trong địa phận của chúng Hamilton, trong một tiếng trống rất là vui mừng. Anh chị em gặp bão ở biển lớn, gặp bão lớn thì rất là sợ, không biết mình sống hay chết. Anh chị em, nhất là những người đi vượt biên hiểu chuyện này. Đức Cha gặp người bệnh ung thư, người ta cũng cảm thấy như vậy. Vì bệnh ung thư là không biết có vượt qua hay là không. Khi con người gặp khó khăn như là mất việc hay là trong gia đình ly dị hay là bị phạm tội nặng hay là bị chuyện tai nạn xảy ra hay là người yêu của mình đã chết. Chuyện này cũng xảy ra như chuyện bão. Trong sự sợ và bối rối, bất hy vọng, mình cảm thấy chỉ có mình một mình ở trên thế giới. Sự đau khổ, vì tất cả là đau khổ, cho nên chúng ta khó trở về đức tin. Và cái đầu của mình rất là bối rối, mọi sự sẽ xảy ra tích tắc và chuyện này sẽ xảy ra cho đời sống chúng ta.
The disciples were in the boat while Jesus went off up the hill to pray, and a storm arose, and the boat was pushed far from shore, and the disciples made no headway against the wind. It just kept blowing. Have you ever had that feeling? Making no headway at all in resolving some of life's problems? And then they saw Jesus walking toward them on the sea. They were astounded, frightened, and bewildered. They'd never seen such a thing before. And Jesus says to them, "Do not be afraid, it is I." Jesus often presents himself to his followers with these words, "Do not be afraid." These are consoling words. They invite us to calm down in the midst of terror and confusion. They invite us to place our fears and troubles into his hands. They invite us to listen to his calming and reassuring words, to his presence. Many years ago, I met a man who had recently completed a 10-year prison sentence in Kingston Penitentiary, which was an awful place. And he spoke about the experience of being sentenced and arriving at the prison, about the total loss of dignity and humiliation. And he said when he was finally locked in the cell where he knew he would be spending most of his sentence, he thought that he would never get out of prison alive. His life was over. And at this lowest point of his life, this darkest moment of his life, when everything seemed lost, he said he experienced warmth and light. "I knew who it was," he said, "and I knew that I would be all right." Các tông đồ ở trong thuyền, Chúa Giêsu lên đồi cầu nguyện. Khi bắt đầu bão tới và gió thổi rất là mạnh, các tông đồ làm hết sức để chống lại. Đời sống của chúng ta cũng có thể như thế. Khi các tông đồ thấy Chúa Giêsu đi trên biển, các ngài rất là sợ. Và chưa có bao giờ trong các ngài thấy chuyện này xảy ra. Khi Chúa Giêsu tới và bắt đầu nói, "Các con đừng sợ, đây là Thầy." Sự này Chúa nói mang an ủi và bình an. Nếu chúng ta gặp sự bối rối, khủng bố, Chúa mời anh chị em chúng ta dâng lên cho Chúa sự đau khổ, sự buồn sầu. Chúa mời anh chị em chúng ta nghe lời Ngài và nhận Ngài biết ở giữa chúng ta, và chúng ta không sợ. Đức Giám Mục nói, Ngài gặp một ông ở trong tù 10 năm mới được ra. Ông ấy nói về kinh nghiệm của ông ấy. Khi ông bắt đầu vô trong tù, ông sợ hãi, bất hy vọng, và ông nghĩ là đời của ông xong rồi, ý là chết rồi. Nhưng một ngày ông nhìn thấy ánh sáng ấm cung, và ông biết là
từ bây giờ đi ông không còn sợ và ông sống lại và được hy vọng. Peter had that experience. Jesus reached out his hand and caught him, saying to him, "You of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. I'm particularly blessed to hear the faith stories of so many people. They confide stories that are life-changing for them, that have helped them through low points in life or in relationship or in work situations. They've had an encounter that helped them through the tough times. In the first reading, Elijah was seeking to experience God. He was told that God was going to pass by on Mount Horeb. He went into a cave and awaited God's passage. Not in the powerful wind, not in the frightening earthquake, not in the massive fire, but in the sound of sheer silence. Elijah wrapped his face in his mantle and stood at the entrance of the cave as God passed by. God present in the sound of sheer silence is how Elijah encountered him. We seek to know him. We seek to experience him. God comes to us sometimes when we least expect, usually at moments of total weakness, because it is then when we need his reassuring presence. Do not be afraid, it is I. Ông Phêrô có kinh nghiệm khi Chúa giơ tay ra cứu, ông ấy khỏi phải chìm xuống nước. Chúa nói, sao con yếu đức tin? Ngay lập tức gió im lặng. Đức cha cảm thấy đời sống của Ngài được nhiều hồng ân. Ngài gặp nhiều người và nghe nhiều chuyện của người ta, vì đời sống của người ta thay đổi và sống có ý nghĩa vì có Chúa. Ngài mời anh chị em chúng ta xem lại đời sống của mình để một cách nào mình sống gần Chúa hơn và gần nhau. Như Ngài nói, mỗi lần Ngài nghe những chuyện này giúp cho Ngài sống gần Chúa và gần con chiên hơn. Ông tiên tri Elia đi tìm Chúa trên núi, trong hang đá, trong gió lớn, trong lửa lớn và trong sập đất. Chúa đi qua hang ông mà ông cũng không biết. Nhưng nhiều khi anh chị em chúng ta, Chúa tới anh chị em chúng ta khi chúng ta không nhận ra Chúa. Chúa tới chúng ta một chỗ im lặng. Con người không bao giờ nghĩ ra Chúa đến bằng cách đó. Con người đi tìm Chúa, cảm thấy muốn lòng Chúa ở gần. Nhưng thật sự, Chúa tới kiếm anh, chị em. Chúng ta gặp khó khăn, gặp đau khổ và gặp sự yếu đuối trong mình, trong đời sống. Đấy là Chúa ở giữa chúng ta. Anh chị em không sợ nữa,
như lời Chúa nói: các con đừng sợ, đây là Thầy. So, is your life in a mess? Call out to Him. How He comes to you might just surprise you. My friends, each year you celebrate the special feast of Our Lady of Vietnam. We know that Mary intercedes for us. When we need the help of the Lord, we call out to her to plead our cause, to take our case, to carry our concern to the divine throne. During these weekend events, pray fervently that Our Lady of Vietnam will hear your heartaches, make them hers, and present them to the Lord for His powerful action. Do not be afraid. It is I, says the Lord. Trong đời sống, anh chị em gặp khó khăn, đau khổ, anh chị em gọi Chúa, nhất là trong lời cầu nguyện, Chúa sẽ đến tới anh chị em lúc ngạc nhiên. Hàng năm lễ bổn mạng Đức Mẹ Việt Nam, xin Mẹ can thiệp cho chúng con, anh chị em chúng con cần Chúa giúp. Xin Chúa nâng đỡ lời cầu khẩn của chúng con mang cho tới Chúa, nhất là sự lo lắng buồn sầu. Mẹ, xin Mẹ dâng lời cầu khẩn cho chúng con. Hôm nay là lễ bổn mạng, chúng con dâng hết lòng, hết tâm hồn cho Mẹ Maria. Sự buồn, sự đau khổ, xin Mẹ Maria nhận lời chúng con và dâng lên cho Chúa. Các con đừng sợ, đây là Chúa.